ngày 17 tháng 6, tổ chức phi chính phủ quốc tế của Úc chuyên bảo tồn gấu Free the Bears tại Việt Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Chi cục Kiểm lâm vùng 3 và Chi cục Kiểm lâm Bình Phước đã tổ chức tiếp nhận thành công một cá thể gấu chó được một cơ sở nuôi nhốt tư nhân tại xã Minh Long, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước tự nguyện chuyển giao. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể gấu chó được xác định là giống đực, nặng khoảng 40 kg, sức khỏe bình thường. Để đảm bảo cá thể gấu chó được hoàn toàn khỏe mạnh, lực lượng chức năng đã quyết định không tiêm thuốc mê mà tìm cách kết nối hai chuồng, dẫn dụ gấu sang chuồng mới rồi vận chuyển về trung tâm cứu hộ gấu Free the Bears tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Sau khi về đến trung tâm cứu hộ, cá thể gấu này sẽ có thời gian chăm sóc cách ly, tổng quát, phục hồi bản năng hoang dã, tái thả vào khu bán hoang dã trước khi thả về tự nhiên. Với việc tự nguyện chuyển giao cá thể gấu chó này, tỉnh Bình Phước trở thành địa phương thứ 42 chính thức xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn gần 300 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong hơn 100 cơ sở tư nhân. Con số này đã giảm hơn 90% trong 17 năm qua.